Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau một thời gian dài tạm nghỉ tập luyện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ giữa tháng 6, toàn bộ thành viên câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến đã hội quân trở lại và tập luyện bình thường tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang. Tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đều có xét nghiệm âm tính trước khi hội quân. Đồng thời đội bóng siết chặt quy định phòng chống dịch, thực hiện tập luyện và sinh hoạt khép kín tại trung tâm PVF. Câu lạc bộ Phú Hiến cũng vừa thi đấu giao hữu với câu lạc bộ PVF nhằm đánh giá tình hình lực lượng trước khi bước vào giai đoạn tập luyện với cường độ cao để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải hạng nhất quốc gia 2021 dự kiến sẽ khởi tranh trở lại trong thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, nhiều gia đình tại thành phố Hưng Yên đã chủ động đầu tư máy tập thể dục tại nhà. Tùy vào nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế, mỗi gia đình có thể lựa chọn mua chiếc máy với chức năng tập đơn giản hoặc kết hợp nhiều bài tập với nhau. Giá thành của một chiếc máy tập thể dục tại nhà cũng dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Theo một số gia đình đã có máy tập, đây là giải pháp an toàn cho các thành viên trong gia đình để đảm bảo vừa có thể duy trì đều đặn các bài tập thể dục nâng cao sức khỏe, vừa đảm bảo an toàn tránh tiếp xúc nơi đông người trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Câu lạc bộ yoga tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ được thành lập từ năm 2019, thu hút khoảng 30 hội viên phụ nữ tham gia, thường xuyên tập luyện tại nhà văn hóa xã. Tuy nhiên do dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp nên câu lạc bộ đã chuyển sang tập online hoặc tập theo từng nhóm nhỏ khoảng 3 đến 5 người. Với phương pháp tập luyện này, các hội viên vẫn duy trì hoạt động thể dục thể thao hàng ngày cũng như thời gian tập luyện như trước, vừa đảm bảo nâng cao sức khỏe lại vẫn tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân ở thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu đã lựa chọn đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Đây là môn thể thao không tụ tập đông người và có thể tập luyện ở nhiều không gian khác nhau. Vào sáng sớm và chiều muộn hàng ngày, người dân đi bộ ở khu vực đường làng vắng người qua lại hoặc đường đồng thoáng đãng. Tất cả mọi người đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch, thực hiện 5K, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và không tụ tập đông người cùng đi bộ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Zumba, môn thể thao kết hợp giữa những điệu nhảy toàn thân dựa trên nền nhạc Latin vui vẻ và sôi động đã và đang thu hút được rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên thì do dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nên rất nhiều phòng tập Zumba phải đóng cửa. Vậy thì để cho những người yêu thích bộ môn thể thao này có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về nó, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với chị Liễu là một huấn luyện viên của bộ môn Zumba. Chào chị ạ, chào em, xin chào các quý vị khán giả. Chị có thể cho quý vị khán giả được biết rõ hơn về bộ môn thể thao Zumba của mình. Zumba là một bộ môn thể thao gồm các tổ hợp nhảy trên một nền nhạc Latin sôi động với các cái tổ hợp rất là chắc, khỏe, đơn giản, thường lặp đi lặp lại theo một cái nhịp điệu thích hợp. Chính vì thế mà tất cả mọi người, ngay kể cả người mới tập cũng rất dễ dàng bắt nhịp theo. Và hiện nay thì Zumba được phân chia thành 9 lớp học dựa trên cái độ tuổi, sức khỏe và trình độ tập của mỗi người. Ví dụ như là với lớp Zumba Gold thì những người mới bắt đầu hoặc những người lớn tuổi thì là sẽ tham gia lớp Zumba Gold. Lớp Zumba Kids thì dành cho các bạn nhỏ từ 4 đến 12 tuổi. Và với những bạn mà muốn tập để săn chắc vùng cơ bụng, đùi và cánh tay thì sẽ tham gia vào lớp Toning. Em để ý thấy là thông thường các cái câu lạc bộ Zumba ấy thì thu hút được rất nhiều chị em phái đẹp. Vậy thì với tư cách là huấn luyện viên, chị có bao giờ thử tìm hiểu tại sao bộ môn này lại thu hút được sự quan tâm của nhiều chị em đến như vậy không ạ? Trong một giờ tập Zumba thì ngoài cái không khí sôi động vui vẻ thì còn giúp cho các chị em tiêu thụ một lượng calo vô cùng lớn. Chính vì vậy mà khi tập Zumba một thời gian thì hầu như các chị em đều trẻ khỏe ra và đặc biệt là có một cái vóc dáng vô cùng cân đối, săn chắc và thon gọn. Đấy là lý do mà tại sao bộ môn Zumba lại luôn luôn được các chị em bây giờ lựa chọn và yêu thích như vậy. Thì hiện nay thì đối với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp ấy, thì khiến cho các phòng tập Zumba phải đóng cửa, thì chị có cái gợi ý nào để giúp cho chị em có thể tiếp tục tập luyện bộ môn này tại nhà hay không ạ? Có hai hình thức để cho các chị em lựa chọn tập tại nhà trong cái thời điểm hiện nay. Hình thức thứ nhất là các chị em có thể lựa chọn các lớp học online trực tuyến qua hình thức Zoom trực tuyến. Hình thức thứ hai là có thể lên YouTube để tải những cái bài nhạc mà mình yêu thích và tập nó phù hợp với cái sức khỏe và cái trình độ của mình. Nhưng mà các chị em cần là lưu ý khi mà trước mỗi một buổi tập thì chúng ta cần phải thứ nhất đó là phải chuẩn bị trang phục làm sao mà phải thấm hút mồ hôi dễ chịu, cộng với là một đôi giày thể thao phù hợp. Và đặc biệt mọi người phải lưu ý đó là chúng ta phải khởi động thật kỹ trước khi vào bài tập, tránh những cái tổn thương không đáng có. Ngoài ra trong cái quá trình tập là các chị em cần bổ sung nước đầy đủ theo trong suốt quá trình tập luyện.
Nghe thật là hấp dẫn ạ. Vậy thì chị có thể tặng cho em và quý vị khán giả một vài điệu nhảy Zumba được hay không ạ? Sẵn sàng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.